Nặng quá đi. Đây. Nó thật đẹp. Và mùi giống như mùa hè vậy mà mình còn chưa cắt nó ra đâu nha. Được rồi, mình sẽ lấy mấy thứ cần thiết. Mùi gì như mùa hè vậy ta? Dưa. Một quả dưa hấu to vật vã. Mình phải lấy một miếng trước đã, miếng ngọt nhất, trước khi Sư quay lại. Phải rồi, ta có gì ở đây rồi nhỉ? Vỏ của nó còn dày ơi là dày đấy chứ. Không, tôi không muốn đám dưa hấu lẫn xộn nó đâu. Muốn con chuồn chưa? Không đặt biệt danh cho thứ đó luôn đi. Thôi nào, thế nó dễ thương mà. Không dễ thương chút nào. Đủ rồi, không dưa hấu gì hết. Tớ không muốn hạt dưa dính lên mặt không đó. Sao đâu. Đồ thật vậy hả? Thật đó, hôm nay chúng ta sẽ ăn dưa hấu mà không phải lo về vỏ dưa hay hạt dưa nữa. Nói được làm được nha. Chào các bạn, chúng mình đang rất hào hứng để chuẩn bị ăn dưa đây. Đây này xem, nhìn kìa. Nhìn cái gì cơ? Thứ này sẽ giúp chúng mình thưởng thức dưa hấu đấy. Rồi chắc cậu bị ấm đầu rồi. Đây có phải là dụng cụ nhà bếp đâu. Tớ biết Sammy, tớ biết mà. Tớ mua trái dưa này vì một lý do rất đặc biệt. Để thử làm nước ép dưa hấu theo cách đặc biệt. Cùng thử nhá. Ok con dễ, mau làm thôi. Nếu các bạn ủng hộ ý tưởng của chúng tớ, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhá. Ngoài ra, nếu các bạn muốn làm theo video, hãy hỏi sự giúp đỡ từ người lớn nha. Hãy cực kỳ cẩn thận khi dùng các dụng cụ nha. Được rồi, hãy giữ chặt vỏ dưa, rồi cắt một lỗ nhỏ trên đầu, như thế này. Mùi hương dễ chịu quá. Giờ, ta sẽ chọn lưỡi khoan này. Ta đã rửa nó cực kỳ sạch rồi. Ta sẽ lắp lưỡi khoan vào máy khoan nha. Và tớ sẽ dùng thế này để đục lỗ. Cô lên sư, cậu sẽ làm được. Sao? Tớ không thể làm được khi đang cười đâu. Đây là những độc nhất vô nhị, xem lên mình. Cảm ơn các bạn. Kệ được rồi, tiếp tục thôi. Xong. Đây là bước đầu tiên nha. Bước tiếp theo sẽ cần vòi nước. Như thế này, một chiếc vòi thông thường dĩ nhiên tớ cũng đã rửa nó rồi. Lắp nó vào xem. Tớ nghĩ cậu làm xong rồi và tớ đang chờ cho nước đổ vào miệng tớ. Không, Sammy, tớ vẫn chưa xong. Tớ sẽ lắp vòi nước vào lỗ. Như thế này, rất chặt. Vòi nước hiện đang nóng. Vòi nước ép sẽ chảy ra hả? Đúng thế, Sammy, nhưng không phải bây giờ. Đi chọn mấy cái ly đẹp đẹp cho chúng ta đi. Ly gì, ly nào để uống nước ép dưa hấu nhỉ? Nhựa. Không, phèn quá. Ly nhân cao. Không, cái này dùng vào dịp khác. Có lẽ cái này. Hoặc cái này. Chuyện gì vậy? Su, ta đến ngay đây, có không sao chứ? Không sao, Sammy, đừng lo lắng. Tớ chỉ đang xay ruột dưa hấu để làm nước ép thôi. Cậu xay dưa hấu bằng máy khoan á? Phải, máy sẽ sinh tố bình thường sẽ không có tác dụng vì quả dưa hấu quá lớn. Được rồi, có vẻ như xay xong rồi đó. Tớ sẽ đóng quả dưa hấu lại bằng chiếc nắp tớ cắt ra từ lúc nãy. Hey, xem. Thế mấy cái ly đâu? Ly nào? Ly thì tớ không có thời gian để chọn chúng. Cậu lại bắt đầu xay dưa hấu bằng máy khoan. Thế thì cùng đi chọn ly nào. Xem nào. Đấy. Làm sao cậu biết hay vậy?
Trực giác Sammy à, tớ biết là cậu sẽ chọn mấy cái ly này mà. Tớ cũng thích chúng, nên chúng ta dùng luôn nha. Nhanh lên Suzy, tớ khát lắm rồi. Tớ cũng thế Sammy, nhưng tớ muốn làm thêm vài bước cuối cùng. Chúng ta cần phải tìm một cái gì đó để đặt quả dưa lên. Thế này. À không, đó là cho đồ nóng. Đây, chúng ta sẽ lấy chiếc bát này luôn. Cẩn thận nha. Và rót nào. Dưa hấu của tớ. Mở voi và cậu sẽ có nước ép này. À, tuyệt quá mèo. Hãy nhấn thích nếu các bạn thích dưa hấu và nếu bạn thích cách làm của chúng tớ nha. Và hãy nhấn thích 3.000 lần để kéo dài tình yêu với mùa hè nào. Tạm biệt. Nhanh nhanh chia sẻ video này với bạn bè của bạn. Hãy để họ cùng chìm trong cơn mê dưa hấu nha.